Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kể Tiếng Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Liên quan đến câu chuyện của ông thằng Y Lang Băm, thì hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin nóng được đăng trên trang báo Công an Nhân dân vào lúc 20 giờ 19 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023 có cái tiêu đề Súc mất mạng vì thằng Y online. Nghe qua cái tiêu đề này làm chúng ta tưởng nhớ đến ông thằng Y Dỏm đã lừa đảo gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Và đến thời điểm này tôi vẫn khẳng định với quý khán giả rằng cái câu chuyện của ông thằng Y Lang Băm sẽ không bao giờ chìm xuồng. Kính thưa tất cả quý khán giả, trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, hai từ thằng Y Lang Băm luôn là cái chủ đề nóng được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Trong suốt cái hành trình hơn 14 năm mà ông này đi chữa bệnh, đi gieo sầu khắp nơi trên tất cả các nhân loại loài người, nơi đâu mà ông này sờ bàn tay đến thì để lại một cái bầu trời u ám, một cái sự tan thương mất mát của rất nhiều gia đình. Cái minh chứng là 6 mạng người đã chết với cái bàn tay của ông ấy, và gia đình cũng có làm đơn gửi đến cơ quan chức năng, công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Và cái dấu hỏi đặt ra, tại vì sao mà ông này chữa bệnh Lang Băm bịch bệnh mà ông vẫn đi hoành hành khắp nơi trong suốt 14 năm mà không ai phát hiện, và nếu như có phát hiện cũng không ai đủ mạnh dạn để đứng lên để tố cáo vạch mặt cái ông này. Và đến khi bị gia đình ông Dũng và bà Hằng phát hiện lên tiếng tố cáo trên mạng xã hội thì đồng loạt truyền thông báo chí và các kênh truyền thông chính thống cũng đã vào cuộc đi đến phỏng vấn các gia đình của nạn nhân, và cơ quan chức năng công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã gấp rút chỉ đạo vào cuộc xác minh, và đích thân đại tá Võ Văn Dương cũng trả lời truyền thông báo chí là ông này chữa bệnh bịch bợm và không có hiệu quả. Thì đồng loạt con nhang đệ tử tạo ra rất nhiều những cái trang Facebook ảo, những cái kênh YouTube ngày đêm xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, đánh phá nhục mạ vào phía gia đình của bà Hằng. Một cái sự tấn công rất là khủng khiếp. Nên chúng ta cùng nhìn nhận lại cái câu chuyện này, tại vì sao mà thời gian qua không ai đủ mạnh dạn để đứng lên tố cáo nó. Ông Dũng và bà Hằng có tiền bạc, có địa vị trên xã hội, có tiếng nói, có truyền thông, nhưng mà còn không kéo sập nó nổi. Vậy huống chi cái người nào mà tay không chân gòi lên tiếng thì nó xử lý trong vòng chỉ có 3 tháp nhạc. Nhưng mà qua cái công cuộc đốt lò vào năm 2023 và 2022 của chính phủ, của đảng, chính phủ, nhà nước đó, thì tôi tin chắc rằng lần lượt những cái vấn đề Lang Băm bịch bợm, lừa đảo và những cái vấn đề ma mị quảng cáo thằng Y thằng Linh múa đồng múa bóng bắt ma bắt quỷ, thì tôi tin chắc rằng những kẻ này không bao giờ tồn tại. Và đến giờ phút này cũng còn rất nhiều những con nhang đệ tử ở trên những cái trang Facebook hoặc là những cái trang fanpage để cái tên là thằng Y trong ngoặc kép qua đà tái thế, vẫn còn đặt niềm tin cho rằng ông này chữa hết bệnh và tin một ngày nào đó không xa là cái tập đoàn này sẽ chính thức phục hồi phục lại cái đế chế của mình và bắt đầu đi chữa bệnh trở lại. Tôi thấy cái này rất là hài. Cái con đường mà tụi nó quay trở lại chữa bệnh đó, làm thằng Y thằng Thánh ăn trên ngồi trước, bao nhiêu người phải quỳ lại đó, cái thời gian son nó đã hết rồi, thời ông Hoàng bà Chúa đã hết rồi. Thì cái công lao to lớn chặn đứng cái hành vi chữa bệnh Lang Băm bịch bợm của ông này đó không ai khác chính là bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà đến giờ phút này cái người đứng ra tố cáo đó thì bị con nhang đệ tử nó công kích, chửi bới, dục mạ, đẩy người ta lên cái đỉnh điểm cao trào để phát ngôn vượt qua cái lằn ranh của pháp lý. Bây giờ bà Hằng bị khởi tố bắt tạm giam hơn 16 tháng qua, thì chúng ta thấy thật sự rất là đáng tiếc và cũng đáng thương cho chị Hằng. Và khi ông này chữa bệnh bịch bợm như vậy đó, làm người dân tốn nhiều tiền bạc, nhiều công sức, mất đi thời gian, mất đi của cải, có người mất mạng của người thân của mình và bỏ qua cho cái cơ hội chữa bệnh. Thì hôm nay tôi chia sẻ cùng quý khán giả trên cái trang báo Công an Nhân dân, quý khán giả mới thấy là cái sự mà thằng Y là Lang Băm là nó nguy hiểm cho xã hội đến cỡ nào. Bỏ qua cái sức khỏe, bỏ qua cái cơ hội chữa bệnh để đặt niềm tin vào những cái thằng Lang Băm bịch bợm như thế này. Xin kính mời tất cả quý khán giả cùng đi vào cái nội dung bài báo để chúng ta hiểu rõ cái hậu quả mà thằng Y Lang Băm để lại cho cái người bệnh là nó nguy hiểm đến cỡ nào. Trước khi bà này mua thuốc ở trên mạng uống đó, thì bà chỉ có hai cái bệnh thôi, sỏi mặt và mỡ máu. Nhưng sau khi bà sử dụng những cái thang thuốc được mua trên mạng đó, thì bà này xuất hiện ra rất nhiều cái bệnh vàng da, vàng mắt và cái men gan tăng gấp 45 lần, rất nguy hiểm đến tính mạng.
và cũng rất may gia đình kịp thời đưa vào bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an và cũng được các bác sĩ tận tình cứu chữa, và hiện nay sức khỏe của bà cũng rất là ổn định. Cũng rất mong cơ quan chức năng sớm dẹp loạn những cái thằng y lang băm và những cái bán thuốc giả tràn lan trên mạng đó. Thực chất khi người dân không biết đó, sử dụng vào thì rất là nguy hiểm đến tính mạng. Súp mất mạng vì thằng y online, chỉ vì tin vào lời quảng cáo bài thuốc gia truyền của thằng y trên mạng. Một bệnh nhân nữ đã súp tử vong nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Tối ngày 9 tháng 8, Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an cho biết vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân tên VTC, sinh năm 1958, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vàng da, vàng mắt và đau bụng dữ dội. Theo gia đình của bà C, trước đó bà đi khám bệnh, được chẩn đoán là sỏi mặt, mỡ máu. Tuy nhiên, bà C không uống thuốc theo đơn của bác sĩ mà vào mạng xã hội tìm bài thuốc nam gia truyền rồi tự mua về uống. Đây, chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Một số người dân người ta thiếu hiểu biết đó, hoặc là người ta có sự tò mò lên trên mạng, truy cập vào đó để tìm bệnh này bệnh kia đó, thì có rất nhiều cái trang quảng cáo nó hiện vào trong cái trang Facebook cá nhân của mình. Và hiện nay vẫn còn cái trang fanpage để cái tên của ông thằng y mà lừa đảo gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Và phía dưới cũng có để là qua đà tái thế. Thì một số cái người dân mà nhẹ dạ đó thì người ta vẫn còn đặt niềm tin vào cái ông này. Theo giới thiệu, bài thuốc nam gia truyền này có thể điều trị được bệnh của bà C chỉ trong vài liệu trình. Tuy nhiên, sau khi uống, bà C cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhiều hơn, xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt và thường xuyên đau bụng dữ dội. Đến khi bị quá nặng, người nhà phải đưa bà đến bệnh viện 30 tháng 4 để cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang, CT. Kết quả ghi nhận bà C bị suy gan nặng, nghi do tác dụng của thuốc, men gan tăng gấp 45 lần so với mức bình thường, u cơ tiến túi mật, huyết áp tăng cao, rối loạn đông máu, trào ngược dạ dày, thực quản protein niệu, tiểu đạm, dai dẳng. Quý khán giả thấy sau khi sử dụng cái thang thuốc của thằng y online đó, rồi bà C đã xuất hiện là bao nhiêu cái bệnh. Lúc đầu bà có chỉ là sỏi mặt thôi, sỏi mặt và chỉ có mỡ máu thôi, mà sau khi uống cái thang thuốc của ông thằng y rồi bây giờ bao nhiêu hả? Thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra, năm cái mạng người dưới cái bàn tay của ông lang băm đó, thời gian qua những người này có dùng thuốc hay không? Chúng ta đến giờ phút này chúng ta vẫn còn đặt ra những cái dấu hỏi đó. Thiếu tá Trần Thanh Di, phó khoa nội tiêu hóa máu và nội tiết nhận định, với kết quả trên, bệnh nhân C đang đứng bên bờ vực sinh tử, khả năng tử vong lên đến 90%. Thì chúng ta suy nghĩ là đi, bà C đã được gia đình phát hiện và đưa đi kịp thời, còn những cái người mà đã uống thuốc của ông thằng y lang băm đó rồi gia đình không đưa đi đó, thì ở nhà thì ngẫm luôn. Ngẫm là cái chắc, ngẫm là cái chuyện bình thường luôn. Các bác sĩ đã tìm hiểu, hội chẩn chuyên môn và đưa ra kết luận nguyên nhân gây ra suy gan là do người bệnh sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc suốt nhiều ngày. Ngay lập tức, người bệnh được các bác sĩ sử dụng phương pháp tiếp cận điều trị đa phương thức, sử dụng thuốc hạ men gan, truyền thuốc tích cực, đồng thời tiếp tục tầm soát thêm các nguyên nhân khác. Các bác sĩ phát hiện trong ống mạch chủ của bệnh nhân có viên sỏi rất lớn bị kẹt, khiến tình trạng suy gan cấp vốn dĩ đã trầm trọng nay lại càng trầm trọng hơn. Các bác sĩ đã nội soi tị mạch ngực vòng, cắt cơ vòng OD, đặt ống dẫn lưu nông ống mạch chủ để lấy sỏi. Sau 2 giờ, viên sỏi cỡ lớn đã được lấy ra thành công. Bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an cũng rất là tuyệt vời nha quý khán giả, rất là tuyệt vời. Nội tôi đọc trên đây, tôi nghe mấy cái bệnh này thôi là tôi ớn ốc rồi đó. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ bị tắc ống mạch lâu ngày có thể gây ra các biến chứng khôn lường như là xuất huyết, suy đa tạng, viêm, xơ gan, tắc mạch, ung thư đường mạch, nhiễm trùng ổ bụng. Đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Thì nói chung là khi mà nghe người ta mà được điều trị khỏe lại thì mình cũng mừng. Nhiều khi tôi đọc cái bài báo này tôi cảm thấy tôi rất là lo lắng luôn.
Nhưng mà sau khi tôi đọc hết cái bài báo này, tôi thấy bác sĩ điều trị mà bác sĩ cho biết sức khỏe nó dần ổn định, thì tôi cảm thấy tôi cũng mình thở phào nhẹ nhõm với khán giả. Còn lúc đầu thì mình đọc mình cũng cảm thấy là mình cũng rất là hoang mang, rất là lo lắng. Thì chúng ta quay trở lại cái câu chuyện của ông thằng Y Lăng Băm đã lừa đảo gia đình của bà Hằng. Trong suốt cái hành trình của ông này đó, đâu có ai dám lên tiếng để tố cáo ông này đâu. Đâu có ai dám. Ông này tuyên bố mỗi một năm chữa hết 4.000 ca cầm điếc. Nhưng mà đến thời điểm này là hơn 2 năm rồi, chưa có bất cứ một cái người nào đứng lên là tự cho rằng tôi đã từng được ông Lăng Băm chữa hết bệnh. Còn đằng này người ta chỉ tìm các kênh YouTube và người ta trả lời truyền thông báo chí đó, và cũng nhất quyết một câu là ông này chữa không có hết bệnh và không có hiệu quả. Vậy cái câu hỏi mà rất nhiều dư luận người ta đặt ra đó, ông này đi chữa bệnh ba không. Thứ nhất là không có bằng cấp. Thứ hai là chữa bệnh không hiệu quả. Thứ ba là chữa bệnh không lấy tiền. Vậy tại sao ông vẫn tồn tại hơn 14 năm và đi đâu cũng dắt theo rất nhiều những con nhân đệ tử và kể cả có luật sư bài mưu lập kế ra để cho ông này chữa bệnh, để ma mị những người khác và qua mặt luôn cả cơ quan chức năng. Không có ai đủ mạnh dạn để đứng lên để tố cáo cái ông này. Chính cái biện ông ta cho rằng mình là thằng Y, mỗi một năm mình chữa hết 4.000 ca cầm thiết. Rồi đi nước ngoài á, đi còn hơn là đi cái chợ nữa. Mua đất thì như là mua tôm, mua tép ở ngoài chợ. Vậy tiền đâu mà ông này ông giàu như vậy? Ông chữa bệnh mà ông không lấy tiền, mà ông không có bằng cấp mà chữa không hiệu quả. Như vậy mà cái mục đích họ cắt ghép những cái đoạn video clip đưa trên mạng, lên mạng xã hội là họ nhằm cái chủ đích gì? Họ có cái ý đồ gì mà họ phải tung lên cho đó để họ ma mị? Nhưng mà không có ai đủ mạnh dạn để đứng lên tố cáo chân á. Bà Hằng đó là có tiền, có tầm cỡ, tầm dốc của xã hội. Cái tiếng nói của bà Hằng tác động đến dư luận cộng đồng rất lớn. Nhưng mà đến giờ phút này thì quý khán giả thấy không? Nó còn kéo bà Nguyễn Phương Hằng, đẩy bà Hằng lên cái đỉnh điểm cao trào. Nhưng mà lúc đầu tiên khi bà Hằng thui ra đó, thì năn nỉ trả lại tiền, trả lại nhà, trả lại xe, cạo đầu lên chùa tu, hay là đến khu lịch Đại Nam để treo cổ tự tử, đủ thứ chứ. Nhưng mà đến giờ phút này chúng ta thấy á, râu nó còn không cạo nữa, làm gì mà cái đầu nó cạo. Trong lúc cái câu chuyện lên đỉnh điểm cao trào, nó cắt ghép cái đoạn ghi âm nó tung lên trên mạng xã hội nhằm nó nhục mạ gia đình của người ta. Rồi thêm bạn bè cũng tung ra những cái tin nhắn mà bà Hằng đã từng mượn tiền. Tôi không biết những con người này họ làm như vậy, cái mục đích của họ là gì. Thì đến giờ phút này chúng ta vẫn còn đặt cái niềm tin vào phía cơ quan chức năng. Và tôi tin rằng cái câu chuyện của ông thằng Y Lăng Băm chắc chắn rằng quý khán giả sẽ không bao giờ chìm xuồng. Bao nhiêu cái vụ thằng Y Lăng Băm quảng cáo lừa đảo tiền ảo Bitcoin rửa tiền lần được bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam, thì tôi tin chắc rằng cái đường dây của ông Lăng Băm này, nếu như những gì mà bà Hằng đã nói đó, bà Hằng đã nói 10, tôi yêu cầu chúng chỉ có 5 thôi, thì Lăng Băm sẽ không bao giờ có con đường thoát và câu chuyện này sẽ không bao giờ có cái vấn đề chìm xuồng. Tôi tin chắc là vậy. Thì tôi cũng rất mong quý khán giả tiếp tục đồng hành và hãy đặt niềm tin vào phía cơ quan chức năng trong câu chuyện này, vì luật pháp là người quyết định chứ không phải là chúng ta ha. Còn chúng ta thấy sai trái thì chúng ta lên tiếng phản ánh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Bye bye.